Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Rock. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Rock sẽ chia sẻ với bạn về một tính năng rất hữu ích trên bút, đó chính là Auto Correct. Tính năng này sẽ giúp bạn chỉnh sửa văn bản tự động với những từ được thiết lập sẵn. Và ngay dưới đây, mình sẽ lấy một vài ví dụ minh họa cho tính năng này. Ví dụ thứ nhất, mình sẽ gõ chữ Đỗ Bảo Nam Rock. Thì khi mình cách ra, thì khi mình nhấn phím cách tất cả các chữ cái đầu tiên đều được viết hoa. Và mình lấy một ví dụ khác, ví dụ mình gọi chữ cà phê. Thì mình cách ra bạn thấy chữ cà phê tự động được thêm dấu thành cà phé. Tiếp theo mình sẽ lấy một số ví dụ khác, ví dụ ví dụ 2. Bây giờ mình sẽ gõ nhanh một số phím như A còng, R còng, hoặc một cái phím tiền tệ chẳng hạn. Hoặc mình sẽ gõ nhanh một số phím mũi tên Ví dụ như phím này Hoặc phím này Hoặc mũi tên sang trái Vân vân Đây là một tính năng rất hữu ích Giúp bạn gõ văn bản nhanh hơn Và tránh gõ sai chính tả với một số từ bạn đã thiết lập sẵn Tuy nhiên trong một số ít trường hợp Ví dụ các bạn làm bên di truyền Thường xuyên phải gõ từ ADN Nhưng không hiểu sao trên Word lại chuyển thành N ở đây mình sẽ gõ trực tiếp vào ví dụ thứ nhất ví dụ bây giờ mình sẽ gõ từ ADN thì mình nhấn phím cách bạn sẽ thấy ADN sẽ tự động chuyển sang thành N trong trường hợp này bạn xử lý rất đơn giản và ngay sau đây độ bảo đảm Brook sẽ chia sẻ chi tiết với bạn bước thứ nhất bạn click vào file trên menu sau đó chọn option bước thứ hai trong cửa sổ option hiện ra bạn click vào Proofing và click tiếp vào Auto Correct Option. Khi cửa sổ Auto correct hiện ra, bạn chọn tab Auto correct. và trong tab này, bạn sẽ thấy rất nhiều các từ đã được viết sẵn. Và trong tab này, bạn sẽ thấy có rất nhiều các từ. Ví dụ ở đây, bạn gọi About sai chính tả thì sẽ tự động chuyển thành About hoặc một số từ khác. Và giả sử bây giờ mình sẽ thêm một từ mới Thì trong phần Repress Bạn gõ từ mà bạn muốn viết tắt Hoặc một số từ mà bạn thường xuyên viết sai chính tả Ví dụ ở đây Mình sẽ gõ từ DBL Viết tắt cho đỗ bảo hàm Trong phần uid Bạn viết từ cần thay thế Ví dụ mình sẽ viết từ đỗ bảo hàm Thì sau này trên Word Mình chỉ cần viết từ DBL Thì Word sẽ tự động chuyển thành đỗ bảo hàm sau khi đã nhập thông tin cho phần Ribbonet và UID, bạn nhấp vào Add để thêm cái nội dung này. Ví dụ mình sẽ thêm một từ khác. Giả sử ở đây mình sẽ thêm từ youtube.it.com. Thì khi mình gõ it.com, UID sẽ tự động hiển thị với thông tin là youtube.com. Sược đỗ 35 block. Sau đó bạn vẫn nhấp chuột vào Add. Tiếp theo, đối với một số bạn làm bên di truyền thì khi bạn gõ từ ADN, Word sẽ tự động chuyển sang từ N. Thì cũng trong autocorrect, bạn xóa cái mục ADN này đi. Ở phần replace, bạn có thể gõ từ ADN và bạn chọn cái ADN ở đây. Sau đó, bạn nhấp vào delete để xóa bỏ cái từ viết tắt này. Bây giờ, bạn nhấp vào OK. Và chọn tiếp OK để tắt cái cửa sổ Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ví dụ trên. Mình sẽ gõ từ ADN. Thì bạn thấy vẫn là ADN mà không phải là N. ADN, vân vân Và bây giờ mình sẽ gõ một số từ mà mình vừa thiết hợp. Ví dụ 3. Đó chính là các từ mà mình vừa thiết hợp. Đó là từ DBL. Như bạn thấy sẽ tự động chuyển sang thành DBL hoặc một từ khác đó là yt.com thì sẽ tự động chuyển thành youtube.com suộc đỗ bảo nam blog vân vân như vậy là ở video vừa rồi đỗ bảo nam blog vừa chia sẻ với bạn về cách chỉnh sửa văn bản word tự động bằng tính năng auto correct nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ đỗ bảo nam blog Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và nhận thông báo khi có video hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website đỗ bảo com Tại website này, đỗ bảo nam blog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thuật thuật máy tính vân vân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.